Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Trần Tân. Thì hôm nay thì là sinh nhật của con gái thứ hai của mình. Thì mình có làm cái video để ghi lại cái khoảnh khắc ngày sinh nhật thứ 9 của cháu. Và xin mời mọi người hãy theo dõi video cùng với mình nhá. Vâng, và bây giờ chương trình mình sẽ thắp nến để cho cháu thổi nến nhá. Và xin mời mọi người cùng theo dõi cùng video với mình nhá. Và bây giờ là đến phần châm nến và thổi nến nhá. Bác ơi, cháu tắt điện đi. Đây, còn bên này nữa. Nào, cứ ra châm lên xong là cầu tắt cái điện này nữa. Có đủ tối không? Từ. Từ nhá. Nào. Từ. Nào, chuẩn bị nhá. Hôm nay sinh nhật mùa Covid nên là chỉ có gia đình mình thôi, chỉ có mấy cháu thôi. Vâng, và sang phần thổi nến rồi, và bây giờ là đến phần cắt bánh để cùng ăn nhá. Đấy, mùa Covid nên là sinh nhật chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đây là bé út nhà mình này. Ba Bửa ơi. Anh Dương ơi. Chào chưa? Đấy. Nhân vật chính nhá. Nhân vật chính Ngọc Minh đâu, giơ tay chào chưa? À, nhân vật chính nhá. Ở bên cạnh áo vàng đây là chị Ngát đang hỗ trợ em cắt bánh này. Đây, và nhân vật chính là Ngọc Minh, và hôm nay cháu sẽ cắt bánh cho mọi người nhá. Anh ra đâu rồi? Và bên cạnh là anh Duẩn. Đây. Đây nữa là anh cả đây, anh Trần Đức Bình đây. Anh trai của Trần Thị Ngọc Minh. Nào, Minh không cắt được bánh à? Cắt không bánh. Duẩn không được bảo thế. Hai tay con ấn mạnh vào. Cắt thành hình tam giác vừa thôi. Ơ, có cái dây, khoan, cái này là cái dây. Để đâu kìa. Không, mà cái dây này là dây văng. Dây này không ăn được. Bỏ ra, cẩn thận bẩn cháo, bỏ ra. Không sao. Nào, mình cắt đi con, cắt đi rồi. Rồi đưa cho mẹ với cả anh chị ăn con. Đấy, cứ cắt đúng hoa này. Rồi, lấy cái đĩa. Đấy. Bật quạt lên, chả đấy nào bật. Đừng, con ơi, bật quạt lên. Bảo ông bà cả bố mẹ cháu lên đây cho đông. Alo. Mình xuống mời ông bà với cả bác lên. Thanh niên Duẩn này. thanh niên bình vừa học xong nên là đang rất chi là đói đây. Úi giời. Bình không mời mọi người à? Xin mời mọi người đi chứ nị. Giời, Thanh Liên chán không.
sinh nhật mùa Covid chỉ có như vậy thôi các bạn ạ. Nào, bánh sinh nhật hôm nay ngon không? Bật nước ngọt mà uống. Đây anh cả đây. Anh Duẩn đây. Tôi ngậm cái thìa cho cháu. À, nhân vật chính này. À, chào con. Em bé bắt đầu phá đấy. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Bây giờ mình sẽ ngồi ăn bánh và uống nước ngọt cùng với cả các bé. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.